tên đầu tiên mình muốn nhắc đến trong danh sách này là chiếc smartphone đầu bảng của Sony vừa chính thức xuất hiện tại Việt Nam với hàng chính hãng Z5 Premium. Z5 Premium về mặt thiết kế tổng thể không có gì khác biệt với những chiếc smartphone Sony đã ra mắt trong thời gian qua. Vẫn là thiết kế hai mặt phẳng, dù lần này Sony nói rằng họ dùng ngôn ngữ thiết kế mới có tên gọi là Monolithic, nhưng mà rất nhiều người đều cho rằng nó vốn không khác biệt với kiểu thiết kế cũ, vẫn là hai mặt kính với khuôn viền kim loại, đẹp, sang trọng, dù có hơi nhàm. Vậy thì có gì để nó có thể có mặt trong danh sách này? Hẳn là nhiều bạn đều biết rồi. Đó là Z5 Premium sở hữu một chiếc màn hình 5,5 inch với độ phân giải lên đến 4K. Và với điều này, Sony là hãng sản xuất đi tiên phong trong xu hướng màn hình 4K. Dù vậy thì màn hình 2K trước đây đã vốn được xem là dư thừa, cho nên chiếc màn hình 4K này của Sony đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng dù sao đây cũng là một điểm đáng khen của Sony khi dám thử thách và mở ra xu hướng dù có thể ăn không ít gạch đá như hiện tại. Và chiếc màn hình này thì vẫn siêu nét đến khỏi chê. Còn một chi tiết đáng chú ý khác của Z5 Premium nhưng mà không phải của tất cả những chiếc Z5 Premium mà chỉ riêng phiên bản Chrome của nó. Một sắc màu mà Sony chưa từng thử và hình như cũng hiếm có hãng sản xuất nào từng thử qua. Khác với màn hình thì mặt lưng này của Z5 Premium lại nhận được rất là nhiều lời khen tặng, lạ và đẹp, như là một chiếc gương soi sáng bóng, phải nói là rất đặc biệt. Cái tên thứ hai trong danh sách này cũng là một chiếc smartphone vừa chính thức ra mắt người dùng Việt Nam, đó là BlackBerry Flip. Chiếc smartphone được xem là quyết định vận mệnh của BlackBerry. Chưa bàn về mặt thiết kế, điểm làm cho người dùng thấy bất ngờ đầu tiên với Flip, ngay từ khi nó chưa lộ hình ảnh gì, chính là việc đây là chiếc smartphone BlackBerry đầu tiên chạy hệ điều hành Android. Đây được xem là động thái đầu tiên với việc từ bỏ sự bảo thủ của BlackBerry. Và thiết kế của Flip chính là động thái thứ hai. Có thể nói trong khi thiết kế smartphone màn hình cảm ứng đang lặp đi lặp lại nhàm chán, thì BlackBerry Flip là một luồng gió mới thổi tới thị trường smartphone. Vẫn giữ thiết kế bàn phím vật lý truyền thống của BlackBerry, nhưng BlackBerry cũng đuổi theo cả xu hướng màn hình cảm ứng lớn và kết quả là chúng ta có một chiếc smartphone kiểu trượt, một kiểu điện thoại từng rất quen thuộc, đi kèm màn hình cảm ứng lớn, hơi cong ở hai cạnh, lại còn đạt đến độ phân giải 2K. Và một bàn phím vật lý để thuận tiện sử dụng, dễ nhập liệu như là những chiếc BlackBerry cổ điển. BlackBerry Flip, chiếc smartphone kết hợp giữa mới và cổ điển, là một chiếc smartphone đủ độc, đủ đẹp, đủ thu hút người dùng, kể cả những người chưa bao giờ thích BlackBerry giống như mình. Cái tên tiếp theo trong danh sách này cũng khá giống BlackBerry, không giống về điện thoại hay là giống gì mà là giống bởi hãng sản xuất này cũng lâu rồi không tạo ra gì nổi bật, đó là LG với chiếc V10. Sản phẩm này thì chúng ta chỉ mới chiêm ngưỡng hàng sách tay thôi, hàng chính hãng nha đâu sẽ có vào tháng 12 tới. Thiết kế tổng thể của V10 dù đẹp hơn những chiếc LG trước, đuổi kịp xu hướng kim loại với khuôn viền bằng thép không gỉ, nhưng mà cũng không có gì nổi bật so với những chiếc smartphone đang có mặt trên thị trường. Điểm độc của V10 nằm ở mặt trước của nó. Mặt trước mình muốn nói ở đây bao gồm hai thứ. Một, đó là về màn hình. V10 có đến hai màn hình, một màn hình chính 5,7 inch với độ phân giải 2K và một chiếc màn hình phụ bé 2,1 inch luôn hiển thị ở phía trên. Nó sẽ hiển thị thông báo khi màn hình chính tắt, còn khi màn hình chính mở thì chiếc màn hình phụ này sẽ giúp chúng ta truy cập, chuyển đổi nhanh các ứng dụng và ngoài ra thì nó còn có thêm một số tính năng thú vị khác. Điểm thứ hai độc của V10 ở mặt trước chính là việc nó sở hữu tới hai camera trước cùng độ phân giải 5 megapixel. Hai camera sau thì mình có biết, chứ hình như đây là lần đầu mình nghe đến việc hai camera trước. Và hai chiếc camera này thì một chiếc có ống kính góc rộng 80 độ và một chiếc thì rộng hơn lên tới 120 độ, hẳn là selfie sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Và đây sẽ là một điểm ăn tiền của V10 khi mà thời nay đa số đều coi trọng camera trước còn hơn cả camera sau, cái thời buổi lừa tình ấy mà. Chiếc smartphone thứ tư trong danh sách này cũng là một chiếc smartphone ra mắt trong thời gian gần đây thôi, đó là Motorola ROG Turbo 2. Xét về tổng thể thì nó không phải là một chiếc smartphone xuất sắc về thiết kế hay là quá đẹp mắt, bởi vì nhìn nó có phần hơi to lớn này, hầm hố, trong khi xu hướng hiện nay là mỏng. Vậy thì điểm nào đưa chiếc smartphone to lớn này vào danh sách độc? Đó là bởi vì nó sở hữu một màn hình 5,4 inch, độ phân giải 2K, mức độ điểm ảnh đạt đến 540 ppi. Tuy nhiên thì điểm đặc biệt của chiếc màn hình này không phải ở những thông số kể trên hay là chất lượng hiển thị, mà là ở cấu trúc của nó. Nó được bảo vệ bởi công nghệ Shutter Shield của Motorola với 5 lớp khác nhau để mang đến khả năng chống rơi vỡ cực tốt. Và với màn hình đặc biệt này thì Motorola đã phải sử dụng loại màn hình AMOLED uốn dẻo, và loại màn hình này thì chỉ bị bẻ cong chứ không vỡ dưới tác động của ngoại lực. Ngay dưới phần màn hình AMOLED này chúng ta sẽ có khung nhôm, còn phía trên nó là lớp cảm ứng, rồi đến lớp chống vỡ và thêm một lớp kính chống chày. Và cũng chính nhờ những điều này mà chúng ta có một chiếc smartphone với độ dày lên đến 9,2mm, có thể nói hình như là dày nhất trong những chiếc smartphone gần đây và dày nhất trong danh sách này. Nói chung là cái gì thì cũng phải có cái giá của nó. À, còn có một điều thú vị là nghe nói họ mất 4 năm để nghiên cứu nó, và khi ra mắt thì họ tuyên bố màn hình này có thể miễn nhiễm với các vụ rơi vỡ trong 4 năm luôn. Dẫu sao đây vẫn là một con số ấn tượng. Còn bây giờ hãy đến với chiếc smartphone cuối cùng trong danh sách này. Nó vốn là phát súng đầu tiên mở màn hoành tráng cho năm 2015 đến từ Samsung Galaxy S6 Edge.
Vào thời điểm ra mắt, thì ngoại trừ việc mang đến một thiết kế sang trọng hơn, chắc chắn hơn khi từ bỏ nhựa và khung viền giả kim để thay thế bằng hai mặt kính cường lực với khung viền kim loại thật sự, thì màn hình cong của SLS mới là điểm gây tiếng vang nhiều nhất. Thật sự vào thời điểm đó, Samsung đã làm cho cả giới công nghệ phải bất ngờ khi cho ra đời SLS, chiếc smartphone có màn hình cong tràn hai cạnh viền đầu tiên trên thế giới. Hơn nữa, màn hình cong này cũng đi kèm nhiều tính năng thú vị như là cho phép mở nhanh ứng dụng, hiển thị nhanh thông báo, nhận biết người gọi đến kể cả khi úp điện thoại xuống. Như vậy vừa rồi chính là danh sách những chiếc smartphone độc đáo nhất xuất hiện trong năm 2015. Các bạn thích sự độc nào nhất nhớ để lại comment chia sẻ bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại.